Thiên Kiều. Anh Chu Sa, tại sao em che chở kẻ gian? Tại sao em phản bội cha anh, phản bội giống nồi Mông Cổ? Tại vì em đã yêu. Yêu hắn? Dân. Vậy là kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em đã cùng anh chung sống trọn thời thơ âu. Nó sẽ giết hại đời em, làm em phải khổ, và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dạy người người ta khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi nghiệp thâm gian. Anh khuyên em nên suy nghĩ càng cùng, tình yêu là càng mê mây con đường. Vì trong một yêu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như một già than dài đứa bé lên mười. Vì sao? Vì yêu người ta là
làm sao em sống nổi? Mới gặp gỡ mà xa người ta em không sống nổi. Sống bên nhau từ thơ ấu đến bây giờ, nếu vắng em rồi anh sống với ai đây? Thiên Kiều, anh yêu em. Hả? Yêu em ruột của anh? Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay anh muốn nói yêu em mà chưa một lần dám nói, để đến hôm nay thì không còn gì nữa cả. Khi em dám chân lên bôi xóa một thiên đường, giấc mơ xưa chỉ còn lại đống tro tàn. Anh không biết phải làm gì hơn gì nữa, nên cầu mong cho người mình là được chết một mình. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc, mà đến giờ này phải khổ lụy vì yêu. Anh nuôi ra đây cả nỗi lòng thầm kín rồi thiên thu, anh cầm nín nghẹn lời. Trời ơi, tại sao anh ôm ấp một tình yêu tội lỗi, yêu một đứa em máu thịt tình tâm? Ai cách chú xa, anh điên rồi phải không? Thật anh với em không cùng chung máu thịt, và tên em không phải là khách Thiên Kiều. Anh cho sao? Thật gì sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu nhiều. 17 năm trước cha cứu em trên sông Hoàng Hà, sống vậy gần gũi bao ngày anh ôm ấp một tình yêu. Em cứ vô tình anh đau xót biết bao nhiêu, anh muốn gào to rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta đâu cùng chung máu huyết, từ thuở sơ sanh đã khác biệt tội nguồn. Nhìn thằng Quách cô tô tan tành trong biển lừa, mà phải tự tay ta rót đầy chung rượu cuối mặt tiễn đưa. Nhờ kẻ mình yêu làm điên đảo nhà Ngô bằng nhan sắc Khuynh Thành. Nàng càng chiên men cay ta nuốt đắng cay vào tận đáy lòng. Chốc lát nữa đây thuyền rời bến lạnh, nàng ngoảnh lại nhìn ta ngước trông theo. Quay sông trên sông chân an tầm mắt, và tiếng chèo khuấy nước cứ dần xa. Dần trăng kia sẽ theo nàng về tâm nước Thái Hồ, còn tham lái này ở bên này bờ thương nhớ. Đại ca, dần trăng kia của tâm nước Thái Hồ vẫn về soi trên bên cổ. Dù một mai Tây Thi có trở thành nữ hoàng Ngô Quốc, vẫn muôn đời là cô bé của Phạm đại ca. Tây Thi, ngày xưa tao ngộ ở Tư La thôn, nàng đã núng níu giận hờn khi ta gọi nàng là cô bé. Ngày nay dù Tây Thi có muốn suốt đời làm cô bé của đại ca cũng không còn được nữa. Đất Việt trời Ngô rồi xa cách đi muôn trùng, không có niềm vui nho nhỏ Tư La thôn thì đâu có nổi.
tôi đau nát ruột ở tiền đường. Nhìn nàng dắt lúa sông sau đầu tay ngọc hồn ta nghe như sông vỗ tôn sao. Chốc lát nữa đây thuyền quay mũi hướng về Ngô Tần viết chèo qua trên sông nước. Trăng đây nước tan tành tầng mảnh bạc lòng anh hùng cũng tan nát nghĩa tờ dần trăng. Phải trang nữ kiệt anh thư nên giữa hào khí ngất trời lòng nghe mềm đau xót. Đại ca ơi giờ lưng chen tiện đưa đến bao giờ mới càng chung tay ngộ hay kẻ giết người ngô mình vĩnh biệt nhau rồi. Tây thi rồi chúng ta tay ngộ, nhất định chúng ta sẽ có ngày tai ngộ. Quân Việt sẽ vượt tiền đường về tận Cô Tô. Cô Tô đài dốc cao, Cô Tô thành ngạo ghế, rồi sẽ nếm mùi đắng cay đổ nát của Cô Y Khen. Ta sẽ là kẻ đầu tiên đạp sát quân Ngô vào Cô Tô đi cùng nàng tai ngộ. Tây thi chúng ta sẽ có ngày tai ngộ. Bằng không thì sự hy sinh nát lòng này nào có nghĩa gì đâu. Đại ca, Tây thi sẽ đêm từng ngày nơi xứ lạ trời xa, cầu mong mọi sự sẽ đúng như lời đại ca vừa nói đó. Tây thì khi trận chiến chưa tan, mười mấy năm thương nhớ chờ tướng hội một lần, đường từ Việt sang Ngô nhớ thương thu ngắn chỉ một lốt tường thành sao thăm thăm vì mù xa. Rạp người trên chiến mã phi mau, đạp sát muôn binh vượt tường cao chốn chờ. Nhìn Cô Tô chập chờn trong biển lửa mà lòng thầm lo sợ, gươm giáo vô tình không tiếc nghi ngọc nghi thương hương. Đợi chờ mười mấy năm xa cách khoảnh khắc thôi mình tái hồi, mười mấy năm dài nhớ thương chờ đợi, nhìn dòng nước tiền đường dời dời trôi xa. Ta tưởng như nàng đang
xoay bóng nước Thái Hồ. Hận mình không là trăng ở Cô Tô, để đêm đêm dỗ giấc người mình yêu. Kìa lửa đã dương lên trên Cô Tô đài cao vút, biết ta có còn đến kịp hay không. Chiến mã ơi hãy lao thân vào giữa lửa hồng, băng hào vượt lụy cho nàng gặp ta. Tây Thi, Tây Thi, Tây Thi, kìa thiếu bá Phan. Đại ca, đại ca của em đây. Đại ca. Cô bé, cô bé hãy an lòng, đại ca đến vừa kịp lúc. Kìa lửa đã bốc cao, Cố Tô đầy nghi ngã. Tây Thi, ta chỉ đưa nàng thoát dòng nguy hiểm. Thiếu ba, đại ca hãy dừng lại đó, để mặt Tây Thi em sẽ cùng với Cố Tô đầy nhờ ngọn lửa hồng đưa về chốn thiên thu. Tây Thi cô bé của ta, sao bóng dưng đi đoạn tâm buồn. Mười mấy năm dài xa cách đi nhớ thương, giờ gặp lại nhau của đại ca một chiều nào lòng buông tay không. Nhưng Tây Thi bây giờ không còn là Tây Thi của ngày xưa, cánh hoa thơ ngây đã giãn dài sương gió. Trong lòng em đại ca vẫn là người quân tử, là cổ thủ dương tàn chở nắng che mưa. Nhưng Tây Thi giờ không còn xứng đáng với đại ca. Đại ca, xin đại ca đừng đem lòng thương tiếc về với nước hổ cùng đất nước, gặp lại tình thêm thẹn với tình. Đại ca ơi, dòng nước ngày xưa đã xa mãi tìm đường, dần trăng hẹn không về soi bên cũ. Lần tái hội này xem như mình vĩnh biệt, tình trí ngộ của người xin hẹn kiếp lại sinh. Tây Thi, hãy xin chuyện đã qua như giấc mộng. Cơn mưa xuân đã đem dòng nước cũ về lại như tiền đường.
và trong lòng đại ca còn sáng mãi một dần trăng. Tây Thi, đại ca sẽ đưa em về bên mông. Tây Thi, hãy đợi đại ca. Đại ca, đại ca hãy dừng lại đó. Đại ca bước thêm một bước nữa, em sẽ quỳ mình trước mặt đại ca. Tây Thi, đại ca, Tây Thi này không còn con đường nào khác hơn cái chết. Ra đi vì người, em đã quên rồi. Đại ca vẫn trọn tình, mà em đã phụ tình. Với Ngô Phù Sai, em đã tiếp tay làm tiêu tan cơ nghiệp của chồng. Em không thể đem tâm thân quen ô này về với đại ca để đáp tạ lòng trời bê. Xin đem cái chết này để đền đáp những tâm tình tri ngô. Xin hướng về phương Nam, một lại này tạ tội cùng đất Việt. Một lại này đáp tình của đại ca. Và một lại này xin gửi Phù Sai. Quân Dương ơi xin chờ thần thiết. Vinh biệt đại ca. Vinh biệt. Lòng của đại ca cũng sụp đổ với con tôi. Tây Thi đã về với tiên tu. Từ đây đến ngàn sau sẽ không ai còn gặp đại ca nữa. Gửi tinh danh cho biển lửa, trả công hầu cho gạch ngôi của cô tô. Xin từ tả diệt tiên, xin giả biệt mọi người. Phạm lại này xin vĩnh biệt. Nhu Mẫu ơi, xin hãy cho con chút ân lần cuối, để được ngón ngành giải tỏ đôi câu. Con đã mất rồi bóng dáng Mỹ Châu, khóc mối duyên đầu vì đâu nên nổi. Vừa qua bao bão tố con quyết tìm nàng, dù cho vạn cổ thiên lao vách núi trung dài, vượt tầm gần cao mặt cho vô thét mưa gào, vẫn vẹn tình trước sau sắc son không rời đôi. Nhu Mẫu xét suy chính con là kẻ đáng thương ấy, là người đáng tội chỉ vì lòng tham vọng của vua cha sai mong cuồng chinh đã rẽ lối. Trên bãi trần chiều đông, con tìm Mỹ Châu giữa cơn gió loạn mưa buồn. Cánh cũ còn đây người xưa đâu vắng vàng, con như cánh chim sâu lẻ bạn gọi tìm nhau. Đây viên ngọc hôm nào xoay bóng chung đôi, kìa ngư quyển qua úa sao vì tan tóc. Hỡi ai tranh bá đồ vương, có nghe chăng tiếng khóc trước cảnh biển dâu, con đơn độc lẻ loi buồn. Mỹ Châu ơi hỡi Mỹ Châu, nước trong viên ngọc mái lâu còn đây. Mấy lầu còn đây ánh trăng gầy lẻ bóng, anh xa em thật rồi trong giấc mộng tìm nhau. Bẩm Thế Tử, theo lệnh truyền Thế Tử, chúng tôi tìm được mớ lông chim. Đúng rồi, chiếc áo thiên nga khắc in màu tuyết mà Mỹ Châu từng mặc trong những ngày hội múa cung đình, thì ra nàng còn sống. Trời ơi, ta vui mừng vô kể, ta sẽ gặp Mỹ Châu. Quân, dạ, lông chim nga này vui vẻ ở đâu? Bẩm Thế Tử, lông chim trắng lả tả bay theo gió, qua gần đá cao, xuôi về hướng biển đông. Quân, dạ, mã, truyền
xuôi về hướng biển đông. Trời ơi phụ vương, vương lệnh của tân là tiếng của tử thần, đưa lần ta vào cõi chết tình nghĩa vui chăng, từ nay xóa hết như mây trắng tan sầu, liễu kết mong ngày xanh. Mỹ Châu ơi cách đây làm chuyến lìa quanh cung tương lỗi nhịp sai em rồi, anh mang sầu trốn kiếp bèo nước chia phôi ly biệt giấc mơ tình. Gia bố tâm tư thầm dắt chuyện đôi mình, liệu phải xa nhau thời gian dài vô tận, chốt thương nhau rồi gieo rổ hận mà thôi. Cô nhớ nhau trong những buổi chiều rơi, mình sẽ gọi tên nhau lời vọng niềm. Nào thuở yêu đương cuộc đời dân sắc tím, tiếng nói ngày xưa tắt liền dưới âm điệu. Cho anh là kẻ vô lương bà tình. Mỹ Châu ơi, nếu anh là kẻ xâm lăng bạc ác vô nhân, mở lối cho tiểu quân vào đây thôn tinh. Đứng trực vực tắm trời cao anh vừa sức tình, anh biết xử sao cho vuông tròn diễm lĩnh của phụ thân. Nở nước ân dân não cần anh quay cuồng như bông vũ. Mỹ Châu ơi, nếu tuân mạng cha là anh đã phụ em rồi. Anh là con cừu non bé bỏng, Mỹ Châu ơi, đứng trước hổ lang vuốt nanh khát mau. Nếu nghĩa vợ tình chồng em không trái đạo, thì anh lại đem dâm bảo phủ vàng vùi dập cánh hoa xuân. Cẩm Hà ơi, hãy lau đi dòng nước mắt cho hồn tôi tầm lặng khổ đau. Tôi đã chờ đợi từ lâu một lần gục ngã cho mùa xuân qua lá rụng quanh mồ. Đừng xót thương chi một kiếp gian khổ, mượn tay gom để dây dùng chi lớn, mong một ngày đuổi giặc khỏi biên cương. Nhưng hôm nay tôi đã thành người vô dụng, mới nửa đoạn đường đã chịu buông buông, không bảo vệ được vuông tròn nhiệm vụ, thì sống nữa làm chi cho thẹn kiếp râu mài. Đại ca ơi, cái nhục nước non mới là hệ trồng, chớ nhục bản thân có nghĩa gì đâu. Cẩm Hà ơi, đây không phải là nỗi đớn đau gì nhục nhã, mà niềm đắng cay của một kẻ vô tài. Không bảo vệ được những người thân thuộc, không vượt qua được những nỗi khó khăn, rồi đây đường về Hoa Long Thương diệu vời với hàng hàng lớp lớp quân mong. Tôi có chết thì cũng không hề hối tiếc, chỉ chạnh lòng vì đó vật vẫn còn đây. Trên vai đại ca còn nặng nợ nước non, nhiệm vụ thiêng liêng cần người gánh vác. Nhưng thẹn cho
mình tài non sức kém, uổng công lao của bao kẻ mong chờ. À thôi chết hết rồi, chết đến nơi, chết cả phần cả lũ, chết hết trơn vì tay bao chuẩn. Chuyến này đành chịu chết mà thôi, chết tôi mà chết cả lệnh bà. Chuyện gì bình tĩnh nói rõ cho ta nghe, cái gì mà chết từ đầu đến chí đuôi. Nương nương ơi, chuyện xưa đã bại lộ, nghe đâu thằng mặt sắt điều tra việc đốt bích dân cùng với vụ tráo con mèo. Nhưng nó làm gì được chúng ta? Nó bảo xài nhà đi kiếm đi lùng thân quán hồn mới trốn chạy vào đây. Tại sao phải trốn chứ? Thằng mặt lõ nó có quyền gì mà dám động đến chúng ta? Người đừng quản kia con tâm, chuyện vô bằng cơ nó tố cáo ai? Người sao khéo lo khéo sợ? Đâu, nó thừa hành theo chiếu chỉ, nghĩa là có nhà chùa đứng sau lưng. Xin nương nương chớ có dễ người, thế lực như bàn hồng còn ngán sợ bao công. Không lẽ Dương Nhi nó đi hại mẹ để cho bao chuẩn nó gánh đa giá đời? Chùa nào phải con của nương nương, e việc này chủ mưu là họ định. Muôn tranh giành phê bỏ muôn nhổ gốc họ lưu, nương nương mau ra tay để họ thiên hạ thú di tường. Ta sẽ cho đòi Dương Nhi để hỏi han tự sự. Đâu nương nương, có bọn con sai cùng hổ tin vào bắt quách què. À, nếu chuyện xảy ra như thế cảnh khá an lòng, để ta lo ở ngoài sang đừng có cung cài. Nương nương ơi, bí mật chốn tâm cung lão phu mang theo xuống tận đáy tuyền đài cho trọn niềm trung hầu. Giữa điện xâm la xa người hạ giới, lão đành lâu sự để Diêm Vương phán xử tội trên trần. Chính lão chủ mưu đốt chết Lý Phi Tần, đem con nàng trấn chìm dưới giếng đốt bích dân cung cho vết tích phi tàn. Trời ơi, tàn ác vô nhân. Coi kìa, giọt nước mắt của Phan Quang, người âm phủ cũng với bàn hoàng xúc cảm. Thì tội ác kia quá đáng ngập đầu. Này Phán Quan, phận sự ngươi cứ lo ghi chép, nước mắt dư mới khóc điện dương trần. Bọn thế nhân đều là ác thú, họ giết nhau như con mửa chẳng gom tay. Này Quách Què, Lý Thập Thủy cho ngươi không thù không quán, thì cớ sao ngươi lập mưu sâu để hại người như thế? Tên bao chuẩn trên trần nổi danh là Diêm Vương mặt sắt, mà đối với ta không hồng gì môi được một lời khai. Xuống đây chuyện tử sanh kể như kết thúc, ta còn dâu diêm làm chi nữa? Thương cho lưu hoàng hậu chẳng có con trai, sắp lung lay địa vị mẫu nghi, nên ta bài kế độc hại Lý Thần Phi cho tuyệt nọc tuyệt dòng. Bấy nhiêu cũng đủ hoàn thành một cáo trạng, mau điềm chữ ký danh thừa nhận tội tình. Tội ngươi đáng xử lăn trì xẻo tùng, đoạn khúc lòng này cũng chưa nguôi.
Còn gì nữa, đặng ta thi hành mốc thế? Còn đối chất với Thái hậu và ra pháp trường. Ủa, phán quan ngươi là... Hả? Trời ơi, ngươi là thiên tử. Ta thua tri thằng mặt sắc rồi nè trời. Khóa mỏ lão lại. Phong lão cắn lưỡi tự giận. Con mẹ, giết ta đi. Ở đó, la đi la được không? Trời ơi, ta phải giết mẹ con Kiều Phi Yên. Giết một người đàn bà mà 8 năm nay ta đã đem mối tình hờ ra bao bọc. Rồi tháng ngày qua đã tạo cho ta một niềm rung cảm êm đềm. Không, không, ta có thể giết nàng bằng một viên độc dược. Đốc dược trời Kiều Phi Yên. Tôi đã nghe rồi tất cả. Và đốc dược này sẽ giúp cho Lữ huynh giữ tròn bổn phận làm con, giúp cho tôi với Kim Tùng sớm được đoàn viên, cho sớm được trùng phùng nơi chinh xuôi. Lữ huynh xin vĩnh biệt. Quan nếu độc dược kia lão nhân giúp nàng sớm gặp Kim Tùng nơi chinh suối, thì chính nó cũng làm cho tôi tan nát cả linh hồn. Vì tôi sợ bị quý và có độc lạnh, qua ngày tháng bên nhau chung sống, tôi với nàng cùng chia sẻ nỗi buồn vui. Đêm từng đêm khi nàng thao thức với con thơ, thì tôi cũng nghiêng đầu bên gối lẽ mà thầm lặng ước mơ. Tôi muốn nuôi tiếng yêu nàng, nhưng sao tôi cứ nén mãi trong tim cay đắng nghi ngờ. Nói lên lời yêu đương vì một thiếu phụ đã lỡ làng duyên. Phải, tôi cũng biết ước mơ mình không thành sự thật, cho nên tôi mới lặng thinh mà đứng chịu thương buồn. Cố xóa tan đi những ý nghĩ cuồng, nhưng mà tôi càng xua đuổi thì hình bóng quyền quạt thấy, và ước mơ kia cứ đè nặng khỏi tim yêu. Đêm dài gieo tiếng qua hơi thở, gửi gió mang đi kiếp lạnh lùng, để rồi sầu nhớ mong lung, nói yêu cho nhẹ nỗi buồn cô đơn. Y Nhi cháu. Thôi, ông cháu có giả vờ thiều mến, ông hãy đi đi, hãy trả lại im đẹp cho mẹ con tôi, ông hãy đi đi, hãy đi đi. Y Nhi con, anh cháu đâu hiểu nỗi khổ đau của người cha ruột. Kìa, tên Sa Phu với Kiều Phi Yên cột chân phủ với đứa chàng phu. Không, Tiếp không phải là người phản bội, mà Tiếp chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh trái ngang. Hay chính nàng đã nhận tâm tu con xuống đáy vực, dẫm lên ông nghĩa của ta và đi lên xa chớ của Kim Tùng. Với một người em thân mến mà thuở nào cùng ta vui đùa nơi lý gia cao.
nên ta cương quyết khước từ để kết hôn với một quận nương vương trời sáng. Thì tại sao nàng nỡ trả lại cho ta bằng thành vi phán trắc phụ vàng? Thì nàng hãy nói với tên sa phu đi hèn kia là người tình trong tâm tường, nó là thiên thần có phép màu quyền đưa nàng đến tận đỉnh du sơn. Nói đi, hãy nói đi, nàng hãy nói rằng chính nàng muốn phủ văn mây xám trên ánh sáng tương lai hạnh phúc của con, muốn cho ấp chúng ta bị dài dò đau khổ, và muốn cho hồn người xưa đành tuổi nuốt sầu. Nói đi, nhưng làm sao gặp mũi tươi tắn kia thốt được lời? Trời ơi, đêm nay là đêm gì mà chưa tàn cơn ác mộng lại đến? Tên tử tội ấy đâu rồi? Phu nhân khỏi đến kẻ gian phu à. Nàng hãy nhỏ lẽ sầu thương xót, tên sa phu đang về với các bụi đi. Không, nếu tôi phải khóc tên sa phu trở về các bụi, thì dòng lệ xót đau sẽ âm thầm rơi trên quan mộ lý kia. Tôi tên sa phu là Lý Kim Tùng à. Nhưng cả hai tên nằm trong một số kiếp nào nùng, thương vợ thương con nên chàng bằng lòng với kiếp sống ngựa trâu. Thời quanh địa còn đâu với cái tên sa phu đói nghèo sơ sai, ngày bốn lượt nữa rước đi nhi để có dịp người đùa chơi con thơ trong nước mắt. Kiều Phi, em đang mơ hay tình, hay hình ảnh của Lý Kim Tùng đang làm náo loạn tim em? Xin hãy để người chết được nằm im trong lòng đất. Thiếu phụ nghẹn ngào lặng tiếng im ơi,
kim trùng về đây duyên xưa đã ngán, nhưng tình nàng vẫn còn khắc mãi trong tim. Sang ngang đàn đổi người cầm, trước sau vẫn một cung âm chung tình. Lữ Thanh Quyên, tôi chỉ cần bắt lại ý nhi, chứ tôi không cần mối tình xưa cũ. Ý nhi đâu? Hay là anh đã âm mưu sát hại? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Sát hại ý nhi? Không đâu. Kim Tùng ơi, dẫu không thể nén khát dòng yêu thương, khi được tin Kim Tùng rồi thấy ngoài sương tuyết. Nếu tôi phủ bỏ lời gửi gắm của kẻ ra đi, thì lỗi nhớ để quên sai tình cố tốt. Chưa đôi dây nhi cũng còn tình cốt nhục, tôi đã thay Kim Tùng và tôi coi nó như con. Tôi đã săn sóc giấc ngủ miếng ăn nâng niu chiều mến, thì có lý đâu tôi lại đang thay hạ sát cho đành. Huynh, cái gì vậy huynh? Lần qua anh hết lời răn dạy, em đừng chơi với lũ sinh viên gây náo loạn ở thủ đô. Em không nghe lời của anh rồi, hôm nay em còn cá gan làm chuyện này. Ai ai dụ dỗ em, ai giao cho em cái chuyện này đây? Em giết giùm các bạn sinh viên vì chúng nó nhờ em. Trời ơi, thiệt là quá đổi dại khờ. Này nếu như lỡ dở ra cấp trên của anh mà hay được, thì cả sự nghiệp của anh và tánh mạng cũng đều tiêu mang. Được tin tưởng như thế này có phải là dễ lắm đâu. Bao nhiêu trang lứa bạn bè cấp ta nó cũng lao đao. Địa vị của anh cũng là điều bất hạnh cho anh. Sao? Em nói sao? Như thế nào mà em cho đó là điều bất hạnh? Anh không thấy gì là nhục nhằn đau khổ chung quanh mà Hoa Kỳ đã gieo, coi là ban ơn báo trợ. Họ giúp đỡ cho chúng ta, họ bảo vệ nền tự do độc lập. Tự do ban nước cho ngoại bang, băng chiếc tù đài cũng tự do. Mày học ở đâu cái luận điệu cộng sản đó? Anh không thấy sao? Ai tạo nên hàng đàn trẻ con lai Mỹ trên đất này? Hàng đàn những cô bồi, ăn mày, gái điếm, hàng loạt những nhà tù với mọi kiểu giết người man rợ. Ai dạy mày nói những lời đó? Giết cộng phải không? Anh không thấy những em bé gái, những người đàn bà bị nó hiếp chết quăng thay trong thùng rác à? Anh không thấy họ khinh bỉ dân tộc của mình như thế nào à? Anh Hùng đó, chị Hương đó, anh tưởng chị Hương hạnh phúc lắm à? Chị Lan nói anh là một người mù. Tao mù à? Đúng, chỉ có những đứa mù mới tôn thờ kẻ đã dội bom trên đầu má mình và cả làng xóm mình. Mày im đi. Mình, mày đi đâu đó? Mày đem ảnh má mày đi đâu đây? Tôi đi để cho anh giữ yên cái lon trên áo anh, giữ địa vị của một kẻ mù quáng như anh. Quên, bộ mày điên rồi sao? Điên? Không, tôi không điên đâu, mà tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi không điên đâu. Kìa cô Quên, cô đi đâu đó cô Quên? Anh Tám. Dạ. Nói như anh Bình thì tất cả đều là giết cộng hết. Dạ thưa không, nếu cô phải thì cô phải cố gắng thuyết phục đại quý chứ, cô bỏ cô đi. Thôi, vậy đi. Anh không còn khuyên nhủ thuyết phục gì nữa hết. Anh Tâm, dạ, dạ. Đi với anh Tâm. Dạ không, không, cô Quên, cô đừng đi, cô Quên. Cô Quên nè, cô Quên. Quên, Quên. Anh Tâm. Dạ, dạ. Anh chạy theo giữ cô Quên lại. Dạ thưa đại quý, bởi vì giữ lại. Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, trời ơi,
lại thêm một con điên nữa rồi. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Việt Cộng nó lại ở ngay trong cái nhà này sao? Lan, em có còn yêu anh không? Em có hiểu cho những nỗi khổ và những ước mơ của anh không? Hiểu chứ. Hiểu. Hiểu mà tại sao em làm khổ anh như thế này? Tại sao vậy Lan? Không, đó chỉ là những ý nghĩ mà anh dùng để tự lường gạt mình và làm khổ những người thân. Lan, anh là một con người chỉ biết tự thương mình. Nói thật nhé, trừ bản thân anh chẳng hề yêu một người nào khác, cho dù người đó được gọi là người anh yêu. Tôi chứ không như em, vẫn trung thành với kỷ niệm, vẫn chung thủy với giấc mơ xưa, vẫn trân trọng tôn thờ trong tim một hình ảnh. Cái hình ảnh mà em đang thấy nó chết thảm thương trong một con người quý quyền sang cả. Ôi, trước kia anh là một con người diệu hiền trong sáng, mà ngày nay ai biến anh trở thành một con người tội lỗi nhút nhơ. Tồn tại làm sao với tháng ngày đầm mau, buông trôi với những đêm nhạc mê gái rượu quay. Hỡi vô nhân, có khi nào anh nghe tình yêu xưa sống lại trong lòng? Ôi đẹp làm sao cái thuở người ta còn hồn nhiên bỡ ngỡ, còn thích đùa giỡn tung tăng. Ngây thơ mà sâu sắc, hồn nhiên mà lãng mạn đa tình. Một chút nắng đồng quê, một con hương đất mẹ, một hình ảnh tiền nhân cũng đủ làm cho người ta yêu đời sung sướng. Anh vẫn nhớ, anh vẫn yêu những ngày thơ mộng đó. Nhưng cuộc sống không phải là quá khứ và kỷ niệm. Con người có lịch sử, có gốc, có nguồn, thì làm sao mà quên được quá khứ hở anh? Mình đâu phải là dòng dân hộp chung, sống đời du mục lang thang, dời bên bờ vô định phía chân trời. Em đừng nhìn anh như con người xa lạ, anh vẫn là anh, vẫn là bình của lang thuở. Vẫn cuồng say nồng nhiệt như buổi ban đầu hai đứa mới thương nhau. Anh cũng biết thương em, nhớ mẹ, xót lòng trước thảm họa chiến tranh. Nhớ ngày xưa anh cũng làm thi sĩ,
ca ngợi tình ta như trăng nước mây ngàn. Rồi một sáng anh đi, anh đi là để đem vinh quang về cho cha mẹ, đem hạnh phúc cho lứa đôi tháng ngày mong đời. Nhưng có ngờ đâu giờ đây giữa chúng ta lại có bức tường thành nào ngăn trở, đau xót nhìn nhau mà xa cách muôn trùng. Lan ơi xin em đừng hiểu anh là kẻ bạc nghĩa vô tình. Em biết không, hình bóng của em mãi chập chờn trong giấc ngủ, nỗi xót đau hoằn nặng ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn em phải dâng thân vào con đường vô nghĩa, để ngày nào khổng súng của anh sẽ bắn vào em. Lan ơi nếu như em ngã xuống thì lòng anh sẽ thành băng giá vì xót đau và bao nỗi kinh hoàng. Còn chuyện mẹ của anh bị lính quốc gia giết chết, chuyện đó có thật hay không, làm sao anh có thể tin được? Anh không tin được bởi vì lòng anh đầy nghi kỵ, mà đã nghi kỵ thì làm sao tìm được sự thật và chân lý ở anh? Chân lý, sự thật, cái đó có hay không và tùy thuộc về ai? Thật đáng tiếc cho anh, buồn cho anh là anh chưa hiểu mình trọn vẹn. Anh nhìn người thân bằng cách nhìn và suy nghĩ của ngoại nhân, nên anh không thấy được anh là một kẻ lạc hướng sai đường. Thì làm sao anh nhận ra anh là một kẻ mất cội xa nguồn? Anh thương mẹ nhưng không hiểu tình của mẹ, anh thương em mà anh không hiểu được lòng em. Anh giết chết tình yêu và hủy diệt mọi ước mơ, anh đày đọa người thân để đi tìm danh vọng hào, thì anh sẽ bị thế gian nguyền rủa. Anh không tin điều đó. Rồi đây anh sẽ phải tin. Anh không hiểu tại sao em dạo quanh không làm hai con chim nhỏ ca hát suốt đêm ngày một bài ca hạnh phúc bình yên trong một thế giới riêng tư giữa cung thời thơ mộng. Anh sẽ lo cho em, anh lo cho em có đủ vàng son nhung lụa, anh sẽ dựng cho em một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, nghĩa là ngay trên mặt đất anh sẽ tạo cho em một cuộc sống thiên đàng. Tội vì em dấn thân vào dòng nguy hiểm, xuống đường chống Mỹ để mang lấy quả vào thân. Em nghĩ coi, việc làm đó chỉ rước lấy đau thương, trước sắt thép đạn bom của một siêu cường quốc có một sức mạnh kinh hồn. Lan, Lan ơi, anh xin em hãy quay mặt lại đây. Trong giờ phút này,
trong giờ phút mà tất cả chúng ta đang đứng trước một bờ sâu thẳm, một cái ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, em có nghe rõ chưa Lan? Nên anh tha thiết xin em hãy nói với anh một lời, dù là một lời nguyền rủa mà anh còn thấy ấm áp hơn là sự lạnh lùng ngoảnh mặt của em. Anh Bình, giữa chúng ta có điều gì đáng nói nữa đâu? Như thế nghĩa là mãi mãi em và Oanh Quang hận anh lắm phải không? Anh nên tự hỏi mình thì đúng hơn. Anh không còn đủ thì giờ để tự hỏi mình nữa rồi. Vì anh cảm thấy đất dưới chân mình đang rung chuyển, quyền lực trong tay của mình đang bị rã rời, và hồn mình cũng đang dần dần tắt liền. Như thế là anh đã tự hỏi mình rồi, và anh cũng đã thấy. Anh Bình, nhân danh những kỷ niệm tốt đẹp giữa chúng ta, tôi muốn khuyên anh một điều. Đối với những ai sớm thức tỉnh, muốn tìm lại cuộc đời trong tiếng gọi tình thương bao la của dân tộc, thì chắc chắn sự bất hạnh sẽ không đến với họ, mà ngược lại họ chỉ có hạnh phúc. Lan, Lan ơi, có thật như thế không em? Nhưng làm sao mà có được hạnh phúc, trong khi bom đạn và mưu thâm kế độc của kẻ thù nó đã cướp mất mẹ, mất anh, và giờ đây anh sắp cất nón chào vĩnh biệt khi con tàu tàn bão sẽ cướp em và quanh với bao người vô tội đi vùi chôn nơi con đảo muôn trùng. Trời ơi, dốc liễu hình mai trong ngục tối lạnh lùng, dịch đã ghê tổm ôm xiết thân trinh nữ, bàn tay bảo tàng vồ dập nát tủy xương. Sắp mất người thương mới biết xót tình thương, cả bể hận trời sầu chứa chan trong khẽ mắt. Em thanh thản như hồn dương thoát xác mà anh rời đã não cân tan nát cả can cường. Anh Bình, em mừng, mừng thấy anh biết hối hận ăn năn dù đã muộn. Có phải chăng đã đến lúc hồn anh sông dậy trong hồn thiên sông núi? Tim anh lắng nghe được tiếng gọi của tình thương, máu của anh muốn tuôn chảy hòa tan trong lòng người lòng đất. Thân xác chung em không phải là sắt đá vô tri, mà chỉ là một phần sức sống của tình yêu quê cha đất mẹ. Anh ơi, nếu anh còn biết khóc, biết đau, biết nghe lòng thương xót, thì xin anh hãy thương lấy đời anh. Chưa vẹn nợ núi sông, chưa tròn đạo nghĩa sanh.
còn lưu luyến mà chi chúc sợi tơ mình. Ôi kỷ niệm xưa mối tình thơ dài của hai đứa học trò nghèo dưới mái trường xưa. Hai lá điệp làm tàn lòng xê xăng, hai đứa chơi trò tràng nghiêm dinh quy bái tổ. Anh làm lục dân tiên hào hùng anh kiệt, em làm kiều nguyệt ma tiên liệt trung tình. Trời ơi, đứa học trò nhỏ hằng mơ tưởng một cuộc đời oanh liệt như lục dân tiên chống kẻ cướp phong lai, giải nạn dân dẹp giặc giữ ô qua cứu nước. Thế mà tình bạn lớn dần theo năm tháng, bạn sách đèn hứa hẹn nghĩa tốt tơ, rồi cấp bằng học bổng ước mơ đã cột trói anh xa lìa lòng mẹ, rồi súng thép qua mai lấp lánh tàn bao nhiêu như kết hồ sơ. Ôi màu nhiệm làm sao tiếng gọi của tình thương em ai, làm sao tiếng nói dịu hiền của trái tim chung thủy, làm sao đây, làm sao cho anh với em bầu với bạn, mắt còn trong mắt, tay còn trong tay, hơi thở còn trong hơi thở âm. Anh sẽ phấn đấu đến cùng, anh sẽ dùng viên đạn cuối cùng để chiến đấu bên cạnh hai em. Nếu có phải chết thì anh xin chết trước, xin lấy máu để mà đền nợ máu, xin lấy thể xác để mà anh chuộc tội với những người thân và dân tộc đồng bào. Nếu phải như làm một hiệp sĩ cô đơn thì bên cõi chết anh sẽ sống mãi trong nụ cười của em gái, trong ánh mắt của người yêu và hình ảnh đẹp một trời thương của những nghi bậc sinh thành. Đại quý lại sai nữa. Đại quý, thông cảm nha. Lâu lâu nữa thông cảm nha. Tao chả biết mày sai hay là mày tỉnh. Sai, hôm nay sai quá. Khi nói chơi thì mày bảo là mày tỉnh, khi lãnh lĩnh giết người thì mày giả bộ mày sai. Dạo, mày biết là tao biết bắn súng đấy chứ. Đại quý bắn súng khỏi chê. Còn mày thì không dở phải không? Vậy thì nào dạo, mày hãy rút súng ra đi, đứng vào góc bên kia, còn tao thì chờ sẵn nơi đây, đếm 1, 2, 3 ra tay. Quý trời đại quý nói chơi chứ hận thù gì bắn nhau khơi khơi. Thử đi, mày đừng giả đò ngơ ngác. Tao nhìn thấu suốt tim mày, mày lãnh thi hành độc kế giả mang hèn hạ của quan thầy. Tôi nào biết gì kế độc mưu sâu, tôi nỡ lòng nào ám hại ông đâu. Thử đi, tao đã rõ mày đừng có léo mép.
Nếu như tao không giết mày thì mày cũng giết tao. Dạ xin đại quý thương tình, tôi chỉ là một kẻ tay sai. Dạo, hãy nói đi dạo, ai ra lệnh giết tao? Mà tại sao lại giết tao? Giết vào giờ nào? Nói. Tôi cũng như con dao trong tay của người đồ tể vậy mà. Nhưng nếu tôi bắn thì đại quý chết rồi. Nhưng chết như vậy nó không có đau đớn. Có một cách tôi không bắn mà đại quý cũng chết. Nhưng chết lần chết mòn trong rai rứt, âm thầm đau khổ nó cấu xé triền miên kia. Đây, tôi có mật lệnh. Mật lệnh đài tội nhân ra Côn Đảo, mà trong danh sách này có người thân của đại quý. Người thân của đại quý mà ra Côn Đảo rồi thì làm gì mà thoát khỏi chuồng cọp. Mật lệnh đài tù nhân đi Côn Đảo nằm trong tay của mày. Như thế nghĩa là quyền hành cái ti cảnh sát này đã thuộc về mày rồi phải không dạo? Tám, dạ. Lên trên nha hỏi đại tá quan. Chừng nào đài tù nhân đi Côn Đảo để tao biết trước thì giờ tao lo sắp xếp hồ sơ. Trời đất ơi, đại quý có nói là mật lệnh 0039. Trời ơi, tám chết dạ. Tám quan mày quan đi, tám về tao đang nghĩ đại quý ôi thương ôi tội nghiệp. Đại tá ông mà hay được bí mật thật mi do tôi thì cuộc đời kể như là đi đứt. Vậy liệu mà giữ hồn thề câm mồm. Dạ tôi xin hứa, từ giờ này tôi báo cáo lỗ ra thì đạn xuyên nát đầu. Ân nhân thân qua tưởng đâu đàn tán nát vì tái phường thâu sắc tham dâm. Mai nhờ ơn người thao cùi tổ lòng, cho ta túc còn bằng lòng đưa tiền. Tuy mới gặp mà lòng như trao gửi, vẫn lòng chỉ ơn nghĩa với tiện đưa. Xin lên đường cho kịp lúc, đường Hàng Châu quá xa, đưa tiếng nàng ngàn dặm lòng không thấy xa. Ngân tình biệt ly đâm đau, đường dài thăm thăm tiếng đưa sâu dưới. Xa nhau với nàng thương một lần ly biệt sâu, như thiên thu cách lìa nhau. Đem chuyện thương đau mà gieo sầu tăng cho nhau. Xin ân nhân nhấp cạn chén men say để ghi nhau buổi chia tay ngày gấp gần. Lời ân nghĩa cứ xem cuộc gặp gỡ hôm nay như bèo mấy tương ngộ, để rồi sẽ chia mỗi kẻ một phương trời. Biết nói gì đây khi lời đã nghẹn lời. Xin cho tôi giữ trong lòng niềm đẹp của người em gái đất Dương Châu. Rồi đây trên bước giang hồ phiêu lãng, hay một đêm nào nơi quán trọ dân chân, thì hình ảnh cô nhân sẽ là phương thuốc nhìn màu, làm ấm lại cõi lòng người cô đơn. Tâm thân trôi nổi bình bồng, dám đâu để sợi tơ hồng dương chân. Từ nay xin gọi cô nhân, biết nhau chắc hẳn một lần này thôi. Xin ân nhân hãy uống cạn ly cho vũ lòng tiện thiếp. Ân nhân đã xong lướt gian nguy, đem tôi về từ cõi chết.
sông rượu rung rinh thoáng rượu nét u buồn. Một lần gặp gỡ cũng đủ trọn đời không quên được, thà huống gì ân nghĩa nặng hơn non. Đại lưu ly như in sắc ký rượu hồng, hồn nghe như tiếng buồn ngầm dành kết tớ cò, muôn kiếp nghìn đời ghi nhớ giả Quỳnh Châu. Kiến nghĩa bất di vô giọng giả, là anh hùng thì giữa đường thấy việc bất bằng nào ta. Đó là phận sự phải có của kẻ làm trai, tiểu thơ đừng bận lòng câu ân. Đành vậy, nhưng không phải vì dựa vào câu thiên mặc niệm, để kẻ thọ ân cứ việc dông ân thì còn thua loài cầm thú. Ngày tháng dẫu phôi pha mang theo bao mùa thu rơi rụng, lòng tôi nguyện dình toàn thiết thật ghi nhớ trọn đời ân nghĩa cao sâu. Hết tuổi cài đắm sau bụi gieo châu, xa cách quang sang dặm ngàn cách trở, tuổi cứ mỏi mòn với con đàn cháu lù, tiền nữ vẫn mang trong lòng nỗi nhớ. Nhớ bụi tương giao ghi đậm chút hương hờn. Mấy lời dặn dò xin ghi tâm khắc cốt, xin tạm biệt. Tạm biệt. Đám cưới hoài, mới bữa hôm đám cưới dân huynh, hôm nay tới đám này uống say bỏ cha bỏ chú. Từ ngày cứu giá ban sư đến giờ, chữ anh hùng lớp được tứ hôn, lớp nhờ Phạm thừa tướng và Lý đại ca mai mối nên vợ chồng đủ cặp. Chỉ còn có Hồng Cẩm, Trương Giác và Đệ còn cô đơn. Nếu con bị nghi ngờ rình rập gài bẫy cái vụ giả trai giả gái thì sợ đệ cũng quyết lòng vô hội cô đơn đó. Nhưng hôm nay rượu tân hôn chúng ta đã nếm thì sợ Tần Khanh nhất định là gái giả trai, sao dám cả gan cưới vợ mà cô dâu trời ơi là ai, là trai giả gái phải không? Hồ huynh nó bậy hoài, cho quen thân mất nết mất giả bạn bè. Tiền Quỳnh Châu vốn dĩ tẩu tẩu của mình, chân tình máu thân cùng thở huynh thành thân, nhưng có chút éo le. Ôi, chớ nên lắm chuyện mỗi người một duyên nợ, mình phải quên đi như gió thoảng mây bay. Cung hỷ, cung hỷ, mừng cô dâu ban rượu. Thôi, các đệ ở chơi, để ta lách ra ngoài kia, chứ chú rể kỵ cái miệng của thằng mặt lọ này lắm. Kìa, huynh đệ tụ tập ở đây, còn Lý đại ca. Lý đại ca đột nhiên bệnh nặng, cố gắng đến mừng thân nhớ, ngẩn ngơ tâm sự một mình hoài kia, nghĩ tội cho họ Lý vô cùng, ai trao tương tư một gánh nặng nề. Cũng vì thất khí mà sanh ra bệnh ngặt, ta đến gặp người an ủi đôi câu, tri kỷ tình thâm trước sau vẫn vậy. Phu nhân hãy thay chồng tạm với anh em. Dân, phu quân cứ để đó cho tiện thiếp. Thank you.
xin chia vui cùng tiền. Tâu tâu giữa tiệc tân hôn, thiếp xin được dâng rượu ngang mi, kính mời chư bằng hữu. Lòng riêng đây đầu tạ tội với người xưa, xa cách chẳng bao lâu mà lỗi ước sai nguyên. Vì câu hiếu đạo nên bến hẹn phải xa thuyền, nếu ân nhân ngày trước không thương mà phiền trách thì Quỳnh Châu chỉ biết cúi đầu nhận tội mà thôi. Cũng tại ngày xưa mình quá tự chuyên, lời ước hẹn chưa thưa qua từ mâu, nên ngày nay mới tầm ta giọt ngâu. À chức chàng ưu ôm nỗi sầu duyên lỡ, tại tương gian đầu thiếp tại tương gian dị, lưỡng lộ bi dị luyện đồng âm tương gian thùy. Trương hiền để nên nút lễ vào lòng, như uống nước sông tương cho nghĩa để huynh tròn đau. Để vẫn biết chuyện ngày xưa, giờ tan như sương khói, nên muôn chén men cay như uống những giọt sầu. Lòng như nắng xuân còn nhớ giọt hoa sầu, vẫn không dám ước mơ một nhịp cầu ô thước. Dù đào hoa y cửu tiếu đông phong, tiền tấu tấu tiểu đệ xin cạn chén men cay, gọi là lần sau cùng nâng chung tông biệt. Xin chúc tấu tấu với sơ huynh trọn đời hạnh phúc, chuyện cũ ngày nào rồi như sương khói dần tan. Đã đến giờ làm lễ tân hôn phu thê giao bái. Thôi, Trương Hiền Đệ và Sở phu nhân, hãy vào lễ đường kéo mọi người mong đợi. Vâng, mời tấu tấu. Mời Trương, Trương Đệ. Lan, Lan đã bình phục rồi. Lan khỏe hẳn chưa? Lan à, Hùng xin lỗi là không làm sao moi đâu ra địa chỉ để thông báo cho gia đình hay, nên bất đắc dĩ phải nhờ đến báo chí. Chắc giờ phút này người nhà của Lan cũng sắp đến. Anh cứu tôi. Đó chỉ là một tình cờ may mắn. Không may mắn cho ai cả. Tôi muốn chết, nhưng tại sao? Nghĩa là Lan đã tự sát. Nhưng tại sao Lan lại làm như vậy? Anh hỏi đi làm gì? Anh ác lắm. Anh bắt buộc tôi phải kéo dài sự đau khổ. Đừng suy nghĩ nhiều. Lan sống là Hùng mừng rồi. Hùng mong được giúp đỡ Lan, dù là... Không, anh không giúp ích gì được cho tôi giữa lúc này cả. Lan còn kinh bỉ tôi như ngày nào phải không? Nay thì tôi không có, thấy không còn một quyền gì để khinh thị bất cứ ai. Anh đừng nghĩ như thế. Đã biết thế mới đừng trách hờn chi, những chiều anh về muốn đừng để lệ buồn quen ma thâm, nếu mai anh lỗi hẹn không về. Ra đi đây cứ tách đi tan cường, mượn sông trùng dương chôn vùi tự ái, mượn tháng năm dài bôi xóa bóng hình lang.
lẽ trời không phụ lòng thành, nên xui khiến cho chúng mình gặp gỡ. Cho duyên hờ nỡ lỡ thuở xưa, giờ đây còn cờ tái hội nối lại ngôn nguy phương cầu. Tôi muốn chết, anh bắt buộc tôi kéo dài kiếp sống. Dù anh có thành thật yêu tôi cũng trễ rồi, vì giờ đây tôi đâu còn xứng đáng. Nếu Lan không khinh tôi như tuổi trước, tôi sẽ cưới Lan, tôi sẽ cưới Lan. Anh ơi, cái dĩ vãng bận nhớ dù sao nó cũng vẫn là một bản án. Nó cũng sẵn sàng làm vỡ tan hy vọng khi có người còn gánh nặng tương lai. Với chồng, người vợ có thể quên quá khứ, vì đàn ông họ có quyền cớt đùa với tình ai. Trước khi dừng lại để chọn bạn trăm năm, nhưng riêng họ không thể đánh mất hương trinh trước lễ đồng phòng. Nhưng anh không phải là một người chồng cố chấp, trong khi Lan tự sát vì lỡ mất thời thôn. Đã yêu thì yêu cả trăng đen, phương chi em vốn không phải gái hư hèn. Nhưng trời ơi Hùng, chỉ khổ tâm thôi. Tôi đang nhất định cưới cô rồi. Rồi anh sẽ hối hận gì dĩ dãn? Không, chúng ta chỉ có tương lai mà thôi Lan à. Hùng, khóc nữa đi Lan, khóc nữa đi để xoa bôi dĩ dãn cho ngập tràn hạnh phúc. Hùng, con đừng làm bậy, con nghe má nói nè. Con lớn rồi, chuyện gia đình con phải để con xử, con không được làm bậy. Chú có quyền gì mà cản tôi? Có quyền chứ, quyền của một người cha đau khổ trước chuyện gia đình của con mình. Chú nói cái gì? Con, chú Tư đây là... Dạ, là tài xế lâu năm ở trong nhà, là người ấm bồng cấu từ hồn cấu còn chút xíu. Tôi không đành lòng thấy cậu vì hiểu lầm mà làm khổ vợ con, làm khổ ba cậu ở nhà. Cậu có biết là vì cậu mà ông gần điên loạn không? Ba tôi... Ba con bệnh nặng, và có lẽ sẽ vào chùa sau khi lành bệnh. Tất cả là tại má hết. Vì muốn cho con cưới vợ khác nên má đã làm cho con nghi kỳ. Chứ thật ra đối với con Lan vẫn giữ tròn đạo vợ. Chỉ vì quá nhiều đau khổ nên mới sanh non tháng cô nương này. Má với con luôn đã làm cho con nghĩ để và nghi ngờ, nên mấy năm nay gia đình con xào xáo, mà má vẫn cố tình ngoảnh mặt làm ngơ. Nay trước nỗi khổ tâm của ba con và của bao nhiêu người khác, ma đành phải nói ra cho minh bạch để cho con tìm lại hạnh phúc với gia đình. Hai ơi, con cũng đừng giận ma nghe con. Dạ, con đâu dám. Ma nói sự thiệt 72 phần dầu có thằng Tư Rỗ này xin đưa hai tay làm chứng. Lan, tại sao bấy lâu nay em không nói? Biết nói làm sao để cho anh tin mà nói. Lan, em khóc đi. Lần đầu anh nói tiếng yêu em cũng đã khóc để giả từ những tuổi buồn dĩ dàng. Vậy thì bây giờ em khóc đi để quên những ngày qua, chịu đừng để anh tự tay lau dòng nước má
sắc như bôi xóa đi những ai mây mù. Anh hùng, em khóc đi, em khóc đi nè. Nhưng là những dòng lễ vui mừng đã tìm lại được cái hạnh phúc mà em đã khát khao mơ ước trọn đời. Lòng Ngọc ơi, hãy đưa bàn tay của nàng cho ta nắm lấy, để gọi là ta lòng nhau lần gặp gỡ sau cùng. Chú Lan, sao chàng lại cho rằng đây là lần gặp gỡ sau cùng? Lòng Ngọc ơi, ta đâu phải là kẻ hôn phu sống còn trên dương thế, mà chỉ là một con ma trong gió lành bay về. Ta còn đâu mà nàng đợi nàng chờ, bông gian của ta giờ đây chỉ là hư ảnh, tháng thất tìm về hồi ngộ giữa đêm mơ. Đánh thức nàng chi trần cấp giữa canh khuya, để trao đổi vài câu tâm sự. Rồi ta sẽ ra đi khi trời rừng sáng, về cõi ta ma vắng lành quang tàn. Trời ơi, thì ra chú Lan đã chết. Kẻ nào hạ sát chú Lan, hãy nói đi cho em báo thù tày hận. Lòng Ngọc ơi, ta đã nát tay dưới đường gốm hoàng quá lỡ nơi ngoa long kiều, đành thất thế xa cơ. Giờ nàng có tưởng đến ta hãy lô quân dội mảnh căn sô, đốt nén trầm hương để nhớ người quá cô. Chuyện hàng quyên không thể kém vừa dài thêm nữa, khi trời đã rạng ánh bình minh. Lát nữa đây phòng the tẻ lạnh, vì âm dương đã cách đi trở đôi đường. Thôi nàng ở lại ta đi, vì trong thành Tây đã liên hồi dục vàng. Chú Lan, trời ơi, giấc mơ kinh khiếp quá, ta vẫn ngó thầm tính mạng của chú Lan.